Truyện ngắn Chỗ nào cũng nắng Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ sách của mẹ Mỗi bận bà lên thăm anh hống thứ khác Những câu chuyện của quê nhà Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhầm gì với bà già quen làm lụng nên vừa bước chân vào nhà anh, ngay lập tức chuyện giòn như cớm nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Trong lúc săn sái dọn chỗ này dẹp chỗ kia, vừa làm vừa kể, những chuyện nhà quê theo bước chân mẹ dìu dặt, nửa xa nửa gần, giọng điệu bâng quơ, như thể không ai nghe cũng không sao, mẹ nói cho vui nhà vui cửa. Chuyện và người kể chuyện là những gì mà anh không thể mua ở cái thành phố tiện nghi đến tận xương tủy này. Tiện nghi đến nỗi những kẻ nhớ quê cũng mua được cá lòng tông, mớ tép rong. Mà những câu chuyện ấy cũng đâu có giật gân, kịch tính gì, lơ vơ, lẫn quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên sớm vừa làm xuôi đầu tai con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước cửa nhà. Sực nhớ gì thì nói đó, mẹ cứ láp giáp rời rạc, như thể chấp giá. Nhưng cái quê nhà mà anh đã rời bỏ hồi 18 tuổi hiện lên sống động như một bộ phim ai ải màu rơm rạ mục. Không phải cái tên nào anh cũng biết, nhưng anh cảm giác họ quen thuộc với mình cái cô dâu phóng khỏi chiếc xuồng để quay lại với gã thợ rèn mà cổ yêu hay bà thầy bói lấy búi tóc trong bụng con bệnh bằng máu lưỡi mẹ cũng không màng anh có quen người này người kia hay không có gợi nhớ gì không quan trọng gì mẹ sẽ ở lại nhà anh dài ba ngày rồi phải về coi giường tược thời gian mẹ con gần gũi cũng ngắn ngủng nên phải tận dụng những thứ có thể nói được với nhau. Bằng cách đó, mẹ buộc anh vào quê nhà, dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh, đôi khi anh cũng vụt khỏi nó, trôi tuột theo dài cuộc điện thoại thẳng căng của cuộc mưu sinh bù đầu. Mẹ, một chân rút lên ghế, tơ mơ ngó ra rào, thủng thẳng kéo anh về mùa này so đũa trổ bông. Ngay lập tức, anh nghe ngọt trong cổ họng cái dị mật nằm sâu trong cuốn bông. Cái hình ảnh nửa dần trăng cong treo chi chích trên cành và mùi thơm của nồi canh chua bông so đũa nấu cá rô đồng, nêm rau tầng dày lá. Và những con tím, con lẹ nào đó mà anh vẫn nhớ mùi ghẻ chóc giờ nằm dõng ru cháu nội cháu ngoại trước mặt anh ngay giữa thành phố và căn nhà rào cổng kính bưng họ đến với anh bằng mái tóc bạc đuôi mắt răng reo qua cái giọng kể hiền queo của mẹ khó mà nắm bắt cho rạch rồi những chuyện không đầu cuối nhưng nó mang đến một cảm giác khó tả sáo động một cách êm đềm tàu chạy quá xá nên lỡ mất bụi quao wow dưới bến Cuối năm nay người ta bắt cây cầu qua sông đầm, người chị em bạn gì của anh thôi chồng, về xứ, cất quán bán cốc ken. Đứa cháu họ xa dời đại bác bắn không tới mới đậu đại học. Bày dịch sim vừa thai lông, chắc tới đám dỗ nội là lại sức. Thể nào chú Út cũng sắn mấy mục măng đem qua. Măng hầm thịt dịch là món bà nội ưa nhất hồi còn sống như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre mẹ tiện tay đang thành tấm liếp che nắng gió cho anh đỡ rạc rài nhưng đó là chuyện hồi trước giờ chuyện quê nhập nhọn trong cơn đảo điên của đời sống anh tự hỏi vì giọng chị hai không giống mẹ hay vì những mẫu chuyện khác xưa rồi chan chối bén nhọn chị hai còn biết kể gì ngoài những độ nhậu nhóm lên từ sáng sớm. Ba mẹ con bên sớm tự vẫn chết bằng thuốc trừ sâu. Gần nhà xảy ra mấy vụ đâm xe máy. Một thằng nhỏ trộm chó bị sớm xông vào đánh gãi xương dai. Một cuộc ẩu đả của mấy anh em con cô con gì chỉ vì ranh đất xê xích có một tấc. Anh nghĩ đó không phải là thứ mình chờ đợi. Những gì xảy ra ở xứ sở miệt vườn xa xôi kia phải dịu dàng hơn những tin tức anh vẫn thường tiếp xúc trên trang báo hàng ngày. Anh nghĩ cái sớm mà mẹ anh nằm lại. Nó phải đứng ngoài những cơn gió lốc của đời sống lạc loài này, như nó đã từng thờ ơ đi qua mấy bận binh lửa, mấy bận chính thể đất nước đổi thai, mấy bận thanh trừng, mãi mãi trong hình dung quê anh như cụm bông gòn vừa bông ra khỏi trái bay bân quơ, ơ thờ, đậu đâu cũng được. Trong ngôi mộ đã bắt đầu xanh cỏ của mẹ, những câu chuyện nhà quê đã từng làm bóng mát cho anh cũng quá đất. Đớm bông gòn hiền queo đã thóc bay, cuốn vào dòng loạn lạc. Anh biết không phải tại chị hai kể chuyện miệt giường không hay